Kính chào quý khách, đây là bảng thông số hình học motor điện 30kW, 40 ngựa, 40 HP, tốc độ 720 vòng 1 phút, có mã sản phẩm là 250. Với mã sản phẩm này, xin mời quý vị để ý lên trên hình vẽ này. Hình vẽ này bao gồm các mã sản phẩm từ 160 đến 355. Ở đây, tâm lô đế ngang trục ký hiệu là A bằng 406mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm lô này tới vị trí tâm lô này. Tâm lô đế dọc trục ký hiệu là B bằng 349mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm lô này tới vị trí tâm lô này. Đường kính trục D bằng 65. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 550mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể theo dõi bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn, ví dụ như chiều dài trục bằng 140mm hay rãnh capet bằng 18mm hoặc là tổng chiều dài thân bằng 920mm. Xin cảm ơn quý khách.